ui em nhỏ một cái đi nào. Ui, cháu xin đi, cháu xin. Ui anh ơi, mang áo phao cho con nhỏ đi. Bố mẹ không cho đi học nhưng mà bố chưa đi. Bố mẹ không cho mà vẫn là bố mẹ bảo là con gái thì không nhiều mấy nữa lại đi lấy chồng. Hai bạn đã hả? Hai bạn nhanh lên nào. Hai bạn ơi, dưới kia hình như là sắp bỏ cuộc hay sao rồi quý ông bà. Thấy ngồi ở dưới kia khá là lâu rồi. Lên đây đi. Hai em chắc mệt lắm rồi đúng không? Mệt lắm, mặt đỏ hết rồi. Chắc em bò lên thôi. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, là hiện tại cháu Nghiêm đang trên đường đi lên nhà của hai anh em đợt vừa rồi là mất cùng nhau ấy quý ông bà. Thì hôm nay thì hôm qua trên chúng cháu trời mưa khá là to nên là cháu đi đường trên kia không được. Thì hôm nay là cháu sẽ đi vào cái đường này. Đường này thì đi có đường bê tông đến đây nên là cũng đi được với ông bà, nên là cháu sẽ đi đường này, xong là tí sẽ đi thuê đò để đi qua cái đò, qua cái dòng sông này, xong là sẽ đi bộ lên tiếp trên kia, bởi vì nhà của hai anh em là ở tiếp trên kia, mà đi đường kia thì là trời mưa to nên là đường đất rất là lầy, không đi được với ông bà, nên là cháu sẽ đi vào đường này. Cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị cùng đồng hành với cháu ạ. Hôm nay thì cháu có mang bánh mì với cả nước keo, bởi vì là cái đoạn đường này đi lên trên kia thì đi bộ rất là xa. Sáng nay thì cháu cũng ra khá là sớm nên là cũng chưa ăn uống gì quý ông bà, thì sợ là tí đói nên là sẽ mang bánh mì theo, với cả là lúc nãy anh Khương cũng ra trước rồi, anh Khương ra đây gọi đò, xong là đợi cháu ra thì hai anh em sẽ đi cùng nhau. Anh cũng bảo đói nên là mấy anh em sẽ mua bánh mì tí đi, nếu mà đói thì hai anh em ăn luôn. Cháu nghĩ là nếu mà đi bộ, hai anh em đi bộ lên trên đấy thì chắc tầm khoảng tiếng dưới là đến thôi. Nếu mà đi trời nắng thì đi đường trên kia cũng được, nhưng mà đường trên kia thì hai hôm nay là mưa to, sáng nay cũng có mưa nữa quý ông bà, nên là xe đi rất là trơn, đi rất là khó, nên là cháu với anh là sẽ đi đường này. Ở đây thì họ ngăn đập làm thủy điện nên là phải thuê đò thì mới qua sông được. Anh Khương là đang ở đây đợi rồi đúng không ạ? Em chào anh nhá, anh đến đây lâu chưa? Anh mới đến không? Thôi anh chào các em nhá. Anh gặp hai bạn ở đâu ấy? Các bạn đang bảo là cho hai bạn đi theo, bởi vì là mình cũng không quen đường này. Muốn dẫn hai em là đi theo. Đấy, anh bảo đói thì em mua bánh mì với nước. Ok, anh chào. Với ông bà đi, em là quan chi đấy. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã theo dõi hai anh em chúng cháu. Ngày hôm nay thì anh em chúng cháu lại tiếp tục lên trên kia để thăm hai anh em cùng mất trong một tuần đấy cô bác. Hôm trước thì anh em chúng cháu có lên chia sẻ và cũng có nhận được một số món quà. Bây giờ thì hiện tại thì gia đình rất là khó khăn, có đến cái áo quan. Khi mà anh đã ra đi rồi, áo quan cũng có và được anh hàng xóm kết nối và vay mượn được 6 triệu. Ngoài ra là cái áo quan là 12 triệu ấy. Cháu đi chia sẻ thì cũng có nhận được một số tấm lòng vàng của các bác gửi đến. Ngày hôm nay là anh em chúng cháu là rủ nhau là đi lên để thăm gia đình, cũng như là nếu như mà gia đình cần giúp đỡ gì thì chúng cháu sẽ cùng nhau để giúp đỡ gia đình ấy quá. Thì bây giờ thì anh em mình đồng hành thôi nhỉ. Thì hai em đi cùng anh đi. Đi dẫn đường của anh đi nhá. Có bận gì không? Nhà có bận gì không? Không bận gì đâu thì không bận gì thì có thể là các em ở đây quen thuộc hơn thì anh em mình sẽ dẫn hai em là đi theo luôn. Hai thì em là nhà ở đây à? Hay là nhà ở đây? Em Paris. Paris là đất của. Hiện tại thì cháu đã đến gần chỗ đò rồi với ông bà, nhưng mà chưa thấy cái đò nào, chưa thấy chủ đò ở đâu. À kia.
Các anh kia là cửa đò rồi. Bây giờ thì mấy em chú cháu sẽ đi qua dòng sông này xong là đi bộ từ đường mòn kia đi lên. Anh đi gọi đò à? Em đi ra đây bao giờ chưa? Em chưa. Thế là xe máy của em để trên kia khóa cổ chưa? Rồi. Chắc không mất được đâu nhỉ. Thế hai em có đồng hành cùng anh luôn không? Đi thăm hoàn cảnh rất là khó khăn. Đi không? Đi. Đi không? Đi. Chắc là bây giờ sẽ đi hỏi chủ đò xem là mấy anh em sẽ ngồi đò đi qua kia. Cũng rất may là hai em hôm nay có thêm cả hai em này nữa đồng hành cùng. Các em được ngồi đò này bao giờ được chưa? Chưa. Nhà ở đây anh tưởng là nhà ở gần đây anh tưởng là được hay ngồi cái này đi chơi chứ. Thấy mình ngồi đáng sợ lắm. Hai em đang học lớp mấy rồi? Học lớp 10 rồi. Lớp 10 là năm nay 16 tuổi. 16 tuổi. Hai bạn trẻ này là năm nay 16 tuổi, còn rất là trẻ và xinh gái. Có người yêu chưa? Chưa. Hai em có người yêu chưa? Chưa. Nãy sáng các em ăn gì chưa? Ăn bánh mì không? Bọn em ăn cơm. À, ăn cơm rồi. Em tên gì? À, em chào các ông các bà ở trên kênh anh nhỉ? Chào các ông các bà nhé. Chào các ông các bà nhé. Em tên gì? Em tên Phương. Em tên Phương. Thế còn em? Tên gì? Phương Huyền, hai bạn Phương Huyền với ông bà. Thế thì lần sau em chào thì em bảo là cháu Huyền xin chào với ông bà. Đây thì cũng mới lần đầu thôi, chắc cũng không có lần sau với ông bà, bởi vì là cháu anh Khương thì cũng vô tình gặp hai em thì bảo hai em phiên dịch cho. Cũng rất vui là mấy cháu anh em có hỏi là hai em có muốn đồng hành cùng với mấy anh em của cháu đi lên trên kia không, thì hai em cũng bảo là đồng ý đi cùng. Bác thưa quý ông bà là hiện tại là chủ đò này không ở đây, thì cháu sẽ vẫy cái đò tiếp trên kia xem. Anh ơi. Ơi. Không đi à? Không đi rồi quý ông bà, chủ đò kia là cũng không đi. Chả biết là sẽ phải làm sao nữa khi mà hai anh em đi đường trên thì cũng trơn. Không đi anh ạ. Mà chủ đò đây thì lại không mở. Có một bạn là em bé ở kia nhưng mà bạn ấy chưa biết lái đò. Giờ thì hai anh em không biết sẽ như nào nữa. Ở đây thì nước rất là sâu luôn nên là bơi qua cũng không dám bơi nữa quý ông bà. Chắc là phải ở đây đợi thôi, bởi vì hai hoàn cảnh thì chúng ta rất là cần thiết để được hỗ trợ. Thưa quý ông bà là vừa rồi chúng cháu xuống dưới kia nhưng mà không có đò. Có một cái đò thì là chủ không ở, còn vấy cái đò đi qua thì người ta cũng không đi quý ông bà. Thì chắc giờ hai anh em cùng với hai em gái này nữa sẽ di chuyển đi lên phần phía trên, bởi vì phía trên kia là cũng có một cái đò, nghe người ta bảo thế. Thì hai anh em sẽ di chuyển lên trên kia tìm xem là có không, để chúng cháu sẽ sang bên kia và đi lên hoàn cảnh của hai anh em. Khá là mệt anh nhỉ, các em có mệt không? À là hiện tại chúng cháu đã gọi được đò ra rồi quý ông bà. Vừa rồi là hai anh em lên trên này và xin số điện thoại của chủ đò. Bây giờ đò đang xuống rồi, chắc giờ chúng cháu sẽ đi xuống dưới kia cái đoạn mà lúc nãy hai anh em đến xuống đoạn đấy để đợi đò. Ôi các em còn có áo đôi à? Vâng. Sao lại lùn kệ? Hai em này là có nét đẹp rất là riêng quý ông bà, rất là xinh gái có duyên luôn. Mà các em cũng
rất là tốt, có tấm lòng rất là thiện nguyện. Khi mà chúng cháu bảo là lên kia có hai hoàn cảnh, hai anh em đang vừa mới mất, hai hoàn cảnh rất khó khăn, muốn các em có muốn lên cùng không, thì hai em cũng bảo là muốn lên thăm hai hoàn cảnh cùng luôn. Và bây giờ thì đò đang đến kia rồi quý ông bà, chúng cháu sẽ đi xuống dưới này đợi đò. Chắc là từ lúc cháu quay video đến bây giờ thì chắc là cái video này sẽ là cái video có cảnh đẹp nhất trong những video mà cháu từng quay quý ông bà. Tí lên đò thì chúng cháu sẽ lại quay tiếp. Các em đi cẩn thận nhá, không kẻo ngã nhá. Vừa rồi gọi đò thì chắc là anh chủ đò sẽ nghĩ là chúng cháu sẽ thuê đò ngồi đi chơi, chứ không, chắc không nghĩ là chúng cháu chỉ ngồi đi qua đầu bên kia sông đâu quý ông bà. Không biết là đi một chuyến như thế này thì sẽ mất bao nhiêu tiền. Hiện tại thì anh chủ đò cũng đã đến đây rồi quý ông bà. Sau một hồi anh em mình, hai anh em chúng cháu hỏi hết người này đến người nọ lấy số, cứ nhà đi dọc lên trên kia để hỏi, thì cuối cùng cũng đã gọi được anh. Ôi hai bé nhỏ, phải cho hai bé nhỏ này máu ta chứ. Đi đò này cũng nguy hiểm đấy anh ạ. Nè. Yeah. Em xin phép ghi hình một chút nhé. Em chào hai con nha. Chắc chú rồi, chú chào hai con nha. Các con ăn bánh mì không? Đây, cho hai con cái bánh mì đi. Cháu chào ông. Rồi, nào, con xin. Cháu đi. Xin à. Cháu xin, rồi. Xin hả? Đi. Xong rồi, em nhỏ một cái đi. Nào, quýt, cháu xin đi. Cháu xin. Ui anh ơi, mang áo phao cho con nhỏ đi. Nguy hiểm quá. Anh em nghĩ là anh làm cái này phải cho các con áo phao ấy. Anh Khương. Được, hết đâu. Được, anh Khương lên đi. Ghi ghi kiểu gì. Bao nhỏ mà con bao nhỏ. Vâng, em đang đi qua sông anh ạ. Vâng. Vâng. Đưa em sang trên kia, vâng, em lên trên kia để thăm hoàn cảnh trên kia thì. Vâng. Các con mặc áo phao vào đi. Nào, hai em cũng mặc áo phao đi. Này, áo phao này bơi được đấy nhỉ? Tí về bơi một chút. Chiến này. Đây. Được rồi, lên hết được rồi. Còn bạn bé này nhé. Đi áo phao cho an toàn. À, lấy em cái đây này. Con của con đây. Này, con mặc cái này đi. Đấy. Ngồi ngồi, đứng đi sang bên này mất đi. Cái áo phao này là không vừa luôn. Để anh cài cho. Thôi đi. Ôi ơi, bạn nhỏ đến cái bánh mì này. Nè à, nè à. Đó là của bạn nhỏ, cho khó rồi. Này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng cháu đã đến bờ rồi các ông bà. Ôi, ba hai em nhỏ nhá, em nhỏ đi đâu nhở? Đi về à, chị là một vợ của anh nữa này. Anh ơi, tí anh ra đón bọn em được không? Dạ vâng. Anh xuống lúc nào bọn em? Vâng. Thì em gửi luôn một thẻ nhá. Vâng. Gửi tiền luôn một thẻ. Bây giờ thì em cũng lên trên kia cũng khá là gấp nên là. Dạ vâng. Anh yên tâm nhé, khi bọn em qua lại thì anh ra đón đấy. Có thể là bên kia có đường xuống gần hơn đây là đây gần hơn nhỉ? Bên kia này. Xuống đường bên kia cũng được anh. Khi bọn em xuống bên kia. Xuống đường bên kia nó sẽ gần hơn. À rồi, tí em. Nhưng mà đường ở đoạn nào xuống nhỉ? Đường thì cứ cho anh đi. Nếu mà anh đi nhà thì không biết là anh đi từ. Cũng từ mình đợi nào thì tâm nhiên cũng được. Ok ok, thế tí em. Ôi, điện thoại rơi kìa, điện thoại ai đấy? Nhấm vào về, nhấm vào nhá. Ôi, em cảm ơn nhá. Em à, gửi tiền anh luôn hay tí gửi một thẻ? Tí gửi luôn một thẻ đi. Anh yên tâm nhá, còn em tí quay lại thôi. Để bắt cá đây à? Tí thì chúng cháu xuống thì sẽ gửi tiền một thẻ luôn quý ông bà. Cái này phải bỏ mồi vào trong thì nó mới vào đúng không? Vâng. Cái này gọi là lồng bắt quai đây đúng không anh? Vâng. Cái đấy là để bắt tôm. Bắt tôm. Ở đây trong này là nhiều tôm với lại nhiều cá nữa nhỉ? Vâng. Cái này là tôm tích anh nhỉ? Vâng. Coi anh em mình gọi là tôm tích đây đúng không? Vâng vâng. Thế thì em bye các con nhá. Vâng. Bây giờ đi. Không biết là đi đâu nào gần hơn anh nhỉ? Ba em nhỏ rất dễ thương. Cần phải lấy của mình đi. Đấy bây giờ gặp anh đi đường này men đường mòn lên thôi. Đường ở phía kia mình. Đấy bọn em đưa bọn anh lên bán bọn em. Thế là tí bọn em xuống đoạn nào hả anh? Anh đến là nếu mà từ đến là nhà từ trong huyện anh đi đâm cả người đấy. Có người. Bây giờ thì anh em chúng cháu sẽ đi bộ lên quả đồi này với ông bà. Anh Trương ơi, không biết anh sao chứ em là rất là em béo ấy, nên là lên cái đường này em cũng rất là lo đấy. Rồi đi chịu khó đi nhiều vào thì sẽ giảm béo được. Không chọn một đường nào. Đường này nhá, em cũng nhất trí đi theo. Ôi. Trên này à? Ok ok. Anh chủ đò thì là chủ sang bên kia. Bây giờ sang bên kia đi, sang bên kia để lên bên. Bên này em ơi. May là còn mang nước theo anh nhở? Nếu mà tôi mang nước theo thì chắc là cũng à. Cái áo này thì nó cũng như kiểu áo thu đông ấy anh ạ. À. Khá nóng đấy. Hai bạn này có áo dài nhỉ? À đấy. Mặc áo anh có cái áo chống nắng ở đây này. Hai bạn thì nói nhiều bạn ở trong trường ấy. Nào đi. Có anh nào tán tỉnh chưa? Chắc là có người yêu rồi. Có rồi, 6 đến 7 tuổi là có người yêu rồi. Nói người yêu là mặt đỏ chót thì có người yêu rồi đúng không? Nếu mà người yêu của nói hai bạn này, bạn này nói nhiều hơn bạn này. Nếu mà người yêu của hai bạn mà nhìn thấy trước phim này thì hai bạn cũng yên tâm nha. Thì là mình với anh Khương với mấy bạn, mấy anh em thì cũng muốn rủ hai bạn đi cùng có bạn thôi. Chứ cũng không có ý gì nên là sợ là khi người yêu của hai bạn nhìn thấy thì lại hiểu lầm. Ui. Mát nhỉ, ngồi thì là mát. Có biết bên nào pháo mát. Cameraman với lại đây. Hai bạn cameraman. Anh còn em... đây sẽ là của em với của bạn, một bạn nữ. Ok. Còn đây là của anh, không là anh chia một bạn nữa. Thế một bạn ra đây đi. Một bạn ra đây để anh chia bớt cho. Bạn bên kia, bạn bên này. Anh em mình chia đều ra. Ngay thì chúng cháu đi ấy thì em ngồi xuống đây đi. Chúng cháu đi cũng không anh, có đây này, lấy cái này ngồi này. Anh đang giảm béo nên là anh sẽ ăn ít hơn. Không, cái đồ này nó cũng không béo được đâu. Hả? Cháu cháu nghiêm mời với ông bà cùng ăn với chúng cháu ạ. Trong thịt rất là to nhưng mà mở bên trong bé tí này. Có đủ để no không? Anh đi lên cái đoạn này cổ em nó khô hết rồi nhưng nên là chắc phải làm tí nước nó mới trôi được. Sáng nay chúng cháu cũng đi. Em ăn đi.
À em mời các ông các bà này. Các bà ăn bánh gì? Rồi. Được rồi. À, đến bạn này nào, bạn này mời các ông các bà với lại tất cả các bác nào. Các ông các bà, tất cả các bác. Không phải ngại đâu. Không ăn bánh nhỉ? Không ngại đâu. Tại vì bây giờ thì anh em chúng cháu sẽ dùng bữa trưa ở đây luôn các bác. Tại vì là lúc sáng nay chúng cháu cũng có đi sớm ấy, thì thành ra là cũng rất là vội nên là cũng không ăn được gì. May là lúc nãy anh Nghiêm có ra sau một chút thì cháu ra đến đây thì khá là đói nên là cháu mới gọi cho anh Nghiêm là mua ít bánh mì lên đây để bây giờ mới có được bánh mì ăn ở đây các bác. Từ cái cung đường mà chúng cháu di chuyển từ đây lên nữa thì cũng còn rất là xa. Thế thì chúng cháu cũng muốn cái cung đường di chuyển thì chúng cháu sẽ ghi hình luôn để các bác cùng biết những cái cung đường mà chúng cháu đi thì rất là khó khăn. Lắm lúc thì những cái món quà mà các bác gửi đến mà mang đến trao cho những hoàn cảnh ấy thì các bác cũng thông cảm, tại vì là cái cung đường cũng không phải là gần, nên là ví dụ như ngày hôm nay mà nếu mà có cái món quà gì mà vác trên vai thì thực sự rất là bế tắc luôn đấy, không phải đơn giản đâu. Cái cung đường đi như này thì anh em mình đi bộ không đã thấy vất rồi. May là cũng các bác là tài trợ đã tiền để giúp đỡ gia đình thì cũng anh em mình ra đấy để trao tiền là nó sẽ không phải vất. Còn bây giờ thì cháu cũng xin mời tất cả các bác dùng bữa trưa cùng ba bốn anh em cháu các bác nha. Em có đủ không đấy? Em đây. Hai bạn có đủ em no ăn không? Đi cứ ăn đi nhé, không ngại đâu. Không đủ no là anh thì không thấy đói đấy đâu. Hai bạn là cũng đi học về đã ăn cơm ở trường chưa? Rồi ăn ở trường rồi đúng không? Rồi. Sợ là tí bố mẹ lại không biết là đi cùng các anh lại ở nhà lại đi đến trường tìm là hơi mẹ hơi bảo tới mới về mà. À nãy bảo với bố mẹ là tới mới về rồi đúng không? Vâng. Thế thì đi cùng anh xong là tí chiều tối thì về lại đi về nhà với bố mẹ. Không được yêu chơi nhá. Có đi chơi với người yêu không? Không. Có người yêu chưa? Hai bạn hai em là có người yêu chưa? Chưa. Có rồi, bạn này có rồi, bạn này mặt đỏ này. Đúng không? Lúc nào trời nắng em cũng mặt đỏ mà. Không, nhưng mà lúc nãy chưa nhắc đến người yêu thì em đã mặt đỏ đâu. Nhắc đến người yêu cái là em mặt đỏ rồi. Hai bạn này là xinh rất tự nhiên quý ông bà. Nhìn mặt này, má hồng, má đỏ, môi hồng. Nhưng mà anh Quyên này thì tuổi các em là tuổi ăn học chứ chưa phải là tuổi yêu đương đâu. Sau này khi nào mà học đến 12 rồi, lúc đấy nhưng mà nhà có điều kiện hơn thì có thể đi học một cái nghề hoặc là đi học đại học, tương lai sẽ tươi sáng hơn. Chứ còn bây giờ cứ kiểu là đang tuổi ăn tuổi học mà đi yêu đương vào là hỏng hết cái công việc học hành nữa, không bao giờ là tiến bộ được. Yêu vào là không, yêu vào là mù quáng luôn. Như anh em mình thế, các anh thôi. Thế thôi, bây giờ bọn anh cũng rất là lớn tuổi rồi. Nhưng mà bọn anh đã lập gia đình đâu. Anh gần 30 tuổi rồi nhưng mà chưa lấy vợ. Em tưởng là lấy vợ hết rồi chứ. Chưa. Anh chưa đi anh làm cái này thì ai nó lấy đâu. Thì suốt ngày đi bản này ai nó lấy đâu mà. Nghèo thì nghèo lắm. Biết là giàu rồi. Giàu thì lấy đâu ra mà giàu được. Hay là đi theo bạn Caramel này. Bạn này cũng chưa có người yêu này. Có kết anh này không? Có thích anh này không? Hả? Thật thật. Người vùng quê thì là các anh thích được bọn em. Bọn anh cũng quê mà. Cũng quê mà. Bọn anh người dân Tùng Nùng mà. Bọn em dân Tùng Nùng á? Ừ. Đúng rồi, nãy nói đùa em ấy. Anh ở Xín Bần mà. Ăn đi lên đủ no không? Anh chia bớt cho một nửa này. Ăn đi. Thế à. Chỗ này là anh còn vấn đề dành cho em một phần nữa. Ăn đi. Ăn nó cái chỗ này đi. Không biết là anh Cương như thế nào nhưng mà em thì có một cái thói quen là cứ đi đâu cũng thế, cứ bóng này này. Sau khi sử dụng xong là em toàn đốt thôi chứ đấy. Không bởi vì em cho hết vào lô đi. Không đốt ở đây luôn được mà, có bất nửa anh em không khó. Không có đốt mùa này là gây cháy lắm. Cháy rừng nhiều lắm tại vì là ở khu này anh em mình bây giờ là nắng hạn ấy. Mưa nhiều quá, bị cháy nhiều quá. Mấy vụ cháy ở chỗ cái gì nhỉ? Em còn nhớ không nhỉ? Bảo, Em uống nước đi. Anh em mình uống chung được này. Được không? Có dám uống chung không? Anh bỏ bùa hay sao? Sợ anh bỏ bùa không? Không sợ đâu đúng không? Nhưng mà tới vừa rồi ấy, thì có cái Đồng Văn ấy. Có cái lễ hội là cái gì nhỉ? Chợ tình không vai à? Đúng rồi, chợ tình. Thấy bọn em có lên đấy chơi không? Thì như ở trên đấy là có kiểu là cái gọi là cái gì kéo vợ nhỉ? Có tục kéo vợ với kéo cả vợ. Là ví dụ nhá, em bảo anh này ví dụ ngày xưa mà anh yêu bạn nào ấy mà
muốn gặp lại thì là cái ngày đấy là ngày gặp lại. Kể cả anh lấy vợ rồi nhưng mà anh gặp lại cũng không sao, vẫn là được ngồi nói chuyện với nhau một hôm đến sáng, đúng không em? Em tìm hiểu về cái đấy chưa, trận tình đấy chưa? Em cũng nghe rồi đúng không? Anh Khương biết cái đấy không? Anh chưa. Anh chưa nghe bao giờ. Bởi vì là gọi là cái gì nhỉ, trợ tình khâu vai, trợ tình khâu vai rồi, nhưng mà nó gọi là cái gì ấy, có nghĩa là kể cả mình lấy vợ lấy chồng rồi nhưng mà mình muốn gặp lại người yêu cũ của mình ấy, là hôm đấy mình sẽ ra trợ tình đấy và cái liên lạc được với nhau, thì là tối hôm đấy thì người vợ hay người chồng hiện tại cũng thông cảm cho và cho ngồi tâm sự với nhau đến sáng sao. Là điều kiện là cũng kiểu tạo điều kiện cho nhau đúng không? Đấy, cái đấy thì em cũng nghe nói thôi, thì không biết có phải không em nhỉ? Phải không? Phải thế không? Chắc là thế. Ôi. Nóng rồi. Leo đèo lội suối, nó gọi là đúng rồi, đúng kiểu đúng cái câu đấy anh nhỉ? Nhưng mà khi... hai em ba bốn anh em mình đến nơi chắc là tối mất rồi đó. Nhưng mà khi mà mình làm đi leo đèo lội suối tuy là mệt đấy nhưng mà làm được việc ý nghĩa thì em cảm thấy rất là vui. Chắc là anh cũng cùng cảm xúc với em nhỉ? Em thì mới thôi chứ bọn anh đi nhiều lắm rồi. Em thì mới làm nên là cũng mới đi trải nghiệm như thế thôi, chứ bọn anh đi không còn xa hơn. Các em ở đây thì cũng đi học học sinh thôi, nhưng mà ở nhà chắc là cũng ở nhà có, các em có làm cái gì không ở nhà ấy? Làm lương. Cũng làm lương đúng không? Nên là các bạn cũng rất là khỏe. Cái là vụ này là ở quê là trồng ngô à em? Trồng ngô. Nhà thì chắc là mấy bạn này có điều kiện đi học như thế thì chắc là cũng khá đấy. Bố mẹ không cho đi học nhưng mà muốn đi. Bố mẹ không cho mà vậy là bố mẹ bảo là con gái thì không nhiều, mấy đứa lại đi lấy chồng. Nhưng mà các em vẫn cố gắng đi, thế là các em rất là giỏi đấy. Cái gì cũng cái bố mẹ là sai, nhưng mà cái về cái việc học hành thì anh nghĩ là cũng không hẳn là sai. Biết là bố mẹ nuôi con lớn thì cũng muốn là cho các con ở nhà phụ giúp, nhưng mà nếu mà muốn có một tương lai tốt đẹp hơn thì chỉ có đi tìm đến cái chữ thôi. Nè, em này đúng không? Ôi. Điều nói chung là nói chuyện thì đớm mệt thôi. Không phải đâu anh, không anh phải là leo được rồi. Không phải nói chuyện để đớm mệt đâu mà là anh khi nói anh khi nói chuyện thì rất là mệt. Thế mà mấy cái đường này vẫn là không được. Anh thì thực ra thì lâu lắm mình cũng không đi làm rồi. Thì, trước hồi nhỏ từ tuổi em ấy, bọn anh cũng làm lương làm hiệu suất kìa. Có nghĩa là trải qua khá là nhiều nghề rồi, từ thợ xây bốc vác. Em còn được đi cạo mủ cao su rồi, cái đấy chắc là anh Khương chưa được thử cảm giác mà 12 giờ đêm đi vào rừng cây cao su cạo mủ. Ôi, con kiến con rắn nhiều lắm anh Khương ạ. Anh cũng biết mà, nghe em kể là anh biết rồi. Vâng. Thường là trước em đi ở trong đấy em cũng hay gọi video cho anh ấy. Em đi vào trong đấy thì ngày nào em cũng phải gọi cho anh, hầu như là ngày nào cũng gọi nhỉ. Đúng rồi. Hai anh em là chơi với nhau khá lâu rồi quý ông bà, chỉ gọi cho anh với Quyền là nhiều, hay gọi cho cả Quyền nữa. Chả biết đi được một đoạn một nửa chưa anh ơi? Anh Cương ơi. Đã đi bao giờ đâu. Đường này thì cả anh và em là lần đầu tiên đấy mà. Vâng. Sao thật đến tình rồi. Thế anh, anh chủ đò bảo là cứ lên thẳng à? Em thấy có bóng người ở trên kia rồi. Lên đến trên đấy thì anh em mình sẽ hỏi tiếp nhỉ. Làm ai thì hỏi tiếp được. Đi.
Có cần nghỉ không? Thôi đi luôn anh ạ. Đi luôn đi. Nhưng mà à đây rồi, anh đang tìm nước. Hả? Khổ quá, anh đang tìm nước. Nước này mang không đủ đây, à? Đây, có nước đây rồi, hết rồi. À đây. Ôi giời. Có nguồn nước đây rồi. Đây có nguồn nước này. Ôi nhưng mà anh ơi, trên kia em sợ người ta phun thuốc ấy, phun thuốc à diệt cỏ ấy. Thôi cứ uống thôi, bây giờ anh còn sợ anh khát ấy, anh chết khát luôn ấy. Uống nước này chắc là sao đâu. Cứ hứng một đà pep mang đi theo thôi. Nếu mà khát quá thì phải lấy thôi. Bây giờ là nước ở đây thì chắc người ta cũng dẫn ống như mát này thì nhỉ? Chắc là cũng không nước này không rất là mát đâu. Luôn. Còn cái pep là nước không? Có hứng thì hứng luôn đi, không là tí không đủ nước ấy. À đây có. Mang đi. Bạn này mang không? Không. Tí đen hết ra là sao? Về người yêu lại không nhận ra là chết giờ đấy. Đi đường nào đây? Đây đi, cứ đi lên đường này thôi. Nhanh lên tí lạc đường hai bạn nhá. Ôi. Một đoạn đường khi mà anh em mình nhìn thì nó rất là gần nhỉ. Nhìn cũng gần nhỉ. Nhìn nó ngay bên kia mà nhỉ. Vâng. Nhưng mà càng đi thì nó lại càng xa. Bởi vì là phải đi đường ngoằn nghèo chứ không phải cho đi cái này vào ba lô con mắt mình được. Áo của em. Ôi. Nóng quá. Hả? Những cái đồi khô không. Như thế này thì lại hay có cây gạo anh Khương nhỉ. Ờ cây gạo. Đến khi nào đến mùa hoa gạo rất là đẹp, cả một vùng đỏ lừ luôn. Ở chờ hai bạn đã. Hả? Hai bạn nhanh lên nào. Hai bạn ơi, dưới kia hình như là sắp bỏ cuộc hay sao rồi quý ông bà. Thấy ngồi ở dưới kia khá là lâu rồi. Hiện tại cháu với anh Khương với bạn quay phim cho anh Khương thì đã lên đến đây. Còn hai bạn nữ kia thì có vẻ khá là mệt mỏi rồi. Để em dốc cho anh nước cái. Này quên rửa mặt. Rửa mặt. Nước. Mát thế. Nước chả biết có dám uống không nhưng rửa mặt rất là mát. Anh Khương ạ, bây giờ cũng đang mùa nắng nóng ấy. Chắc là bây giờ anh em mình đi bản thì chịu khó tuyên truyền cho bà con một tí là sau khi đi làm về mệt không nên đi tắm luôn. Đúng rồi, như bởi vì rút ra kinh nghiệm từ vụ của hai anh vừa mất anh nhỉ. Hai anh cũng là đi tắm đi kiểu là đi làm về mệt đấy cô bác. Tắm thế là đột quỵ luôn. Kiểu đang đi làm nóng về là người đang rất là nóng, mình đi tắm lạnh cái là nó bị sốc nhiệt đấy anh. Là bị cảm là mất luôn. Nên là rất là nguy hiểm. Cháu cũng mong là sau khi thước phim này chia sẻ lên, nếu như mà quý ông bà cô chú anh chị nào mà chưa biết về điều này thì có thể rút kinh nghiệm và lần sau không đang đi đâu về nắng nóng thì không nên đi tắm. Nhiều anh... trường hợp là đang ngồi trong ô tô ấy anh, đang ngồi trong ô tô mà bật điều hòa ấy, xong là đi ra ngoài trời nắng cũng bị sốc, bị sốc nhiệt là mất mà chết mà. Nếu như mà không quen là dễ bị dính lắm. Vâng. Ở đây là xếp đá rất đẹp. Xếp được như này cũng là kia nữa kìa. Xếp rất là giỏi luôn. Lại dùng nắm tay hai bạn một tí. Bạn này thì chắc là tí phải kéo về rồi. Kéo về làm vợ thôi. Đường. Vẫn chưa đi hết một nửa đâu. Chắc là đi sang lối bên kia chứ anh, hay bên này anh? Em nghĩ là bên kia thôi. Bởi vì nãy anh em mình ở dưới kia nhìn lên kia. Là nhà ở bên kia mà. Trên kia sao ấy. Tưởng nhầm thôi. Chả có lối nào mà đi ấy. Hai em thì đi vòng tiếp bên kia xong lại quay lại đây. Mà trước ấy anh cũng học được một chút tiếng Mông ấy. Anh muốn hỏi em, hai em một tí. Đấy, thôi lên đoạn hết đoạn này đi. Em sẽ phỏng vấn hai em một chút xem là. Cứ vừa đi vừa phỏng vấn. Không, căn bản là tí tối anh ạ. Hôm trước lên bản ấy thì các bạn cũng dạy khá nhiều ấy, thì không biết là có đúng không. Thì muốn hỏi các bạn một chút. Nắng quá. Chỗ này hơi nắng, thì lên như kia đi. Đi hết đoạn đường này đã.
cây đu đủ này là cây đu đủ đực này. Hôm nào có hoa ấy, cháu sẽ ra mua lại của bác mang về để phơi khô. Đây lấy ngâm mật ong rất là tốt. Hoa đu đủ đực ở trên rừng như này thì nó mới là chất lượng này. Hoa đu đủ đực mà ngâm với mật ong là chống được bệnh ung thư đấy anh ạ. Đúng rồi. Cái bài thuốc này thì rất là phổ biến rồi. Nếu mà quý ông bà hôm nọ cháu Nghiêm có mua được 4 lít mật ong, hôm nọ có một bà là ở Thanh Hóa anh Cương ạ, là gọi cho em bảo là đặt 4 lít mật ong, thế là em đi mua về, xong gửi đến nơi thì bà lại bảo là không lấy nữa, bà đặt chỗ khác rồi. Ừ. À. Làm lúc thì mà, thế là bây giờ 4 chai mật ong này vẫn còn, hôm nọ em có đăng lên một lần nhưng mà chưa có quý ông bà nào mua nên là giờ vẫn để nhà. À. Làm lúc thì chú cháu ấy, nhiều bác thì không biết là muốn ủng hộ hay là kiểu là thấy vui vui thì mua xong là không lấy ấy. Làm lúc rất là tội luôn. Thế là em lại... Anh bị dính nhiều lắm rồi. Em bị mất 60.000 tiền ship cả đi cả về. À. 60.000 đấy mà một quả cho các em nhỏ thì cũng được. Thêm một chút nữa là được thùng mì tôm Kokomi rồi. Mà đi đường nào được? Thì nhà nhà trên kia sao? Thì như thế anh. Thì cứ lên đường này đi nhỉ? Lên đây đi. Hai em sắp mệt lắm rồi đúng không? Mệt lắm. Mặt đỏ hết rồi. Cố gắng lên. Sắp đến rồi. Chùm áo vào. Đen hết ra rồi. Những quả gì đây? Cái này cái gì anh nhỉ? Đi đi. Như kiểu măng ấy nhỉ? Không phải đâu. Cái này là củ nấm to. Nấm củ nó to lắm. Ui độc đấy. Có hoa đẹp lắm cái này. Cái này đâu. Hôm nay là hôm nay có hai em đồng hành chặng đường mình lên thì cũng có người nói chuyện cùng cũng cảm thấy đỡ mệt hơn anh nhỉ. Tất nhiên là có các em đi theo thì nó sẽ đỡ mệt hơn, có chỗ để nói chuyện. Ôi chắc em vò lên thôi. Ôi mình không biết đường ấy. Ôi em khỏe đi, kéo em một tí được không? Ôi, đứng tưởng cái ngôi nhà này phải nhưng mà không phải anh ơi. Không phải à? Em xin thông báo một tin buồn cho anh là chưa đến. Ôi, không phải rồi. Chắc là đấy, nãy em bảo đi theo hướng bên kia. Ra đây có bóng mát rồi. Đi lạc đường hay xa rồi? Ở tận đâu đây? Em thấy có vẻ lạc đường rất là xa rồi. À, chỗ bác đi nghỉ ngơi tí đi. Tắt hết mồ hôi. Hai em tắt hết mồ hôi rồi. Nóng. Nghỉ ngơi một tí thôi. Hai em có mệt không? Có. Có ạ. Từ nãy giờ từ đoạn cái kia lên là hỏi lúc nào cũng chưa thấy mệt đâu, nhưng bây giờ thấy có rồi. À, em nghĩ là đi sang bên kia anh nhỉ, chắc là ở bên kia xong là đi qua cái đồi này là đến. Chưa biết là bây giờ đang chưa định hướng được là đi bên nào nữa. Thưa quý ông bà, là thước phim của cháu Nghiêm thì đến ghi hình đến đây cũng khá là dài rồi, chắc là cháu sẽ
kết thúc thước phim tại đây và mấy anh em chúng cháu sẽ tiếp tục di chuyển đi lên chỗ nhà của anh Nghiến với cả em trai, hai anh em mất tích của ông bà. Cháu cũng không ghi hình nữa, khi nào mà đến nhà thì cháu sẽ ghi tiếp. Và cái phần trao quà này chắc là ở tập 2 rồi, cái phần ghi hình này cháu sẽ chia thành 2 tập rồi quý ông bà. Thì rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị trong thời gian qua cũng luôn đồng hành với cháu Nghiêm, cũng như là tin tưởng cháu Nghiêm gửi những món quà ý nghĩa đến những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời còn thiếu may mắn trong vùng cao chúng cháu. Còn bây giờ thì cháu xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Chào bác. Chào bác.